Xin chào tất cả quý vị khán giả của live show Ngày Em Thắp Sao Trời của anh Đàm Vĩnh Hưng. Đây là lần thứ hai Nhân tham dự trong show của anh Đàm. Nhân khá là bất ngờ về hiệu ứng của cái bài song ca đoạn buồn giả từ đêm mưa gì đó, nhiều quá Nhân không có nhớ được. Nhưng mà rất là nhiều những các anh chị em nghệ sĩ lớn tuổi cũng có, mà ngang với Nhân cũng có, mà thậm chí đàn em cũng có nữa, cũng nhắn tin rồi nói sao như hát bolero mượt vậy. Thú thiệt thì Nhân lớn lên với những cái âm nhạc đó, nhưng mà khi mà Nhân bắt đầu trưởng thành á, thì Nhân lại rẽ mình thêm một cái con đường khác đúng với cái cá tính của Nhân hơn. Thì đây là một cái cơ hội rất là quý báu để cho Nhân lục lại những cái ký ức và cái tuổi thơ của mình. Vì hồi nhỏ ba mẹ Nhân nghe nhạc đó không à? Bạn nghĩ gì khi từ khóa Trúc Nhân hát bolero nằm trong top sất ngày hôm đó và bài hát được lọt vài top trending? Có hả? Thiệt ra thì trong cái khoảng thời gian cuối năm á, thì Nhân cũng bận khá là nhiều cái lịch trình á. Xong rồi sau đó có nghĩa là Nhân ráng Nhân làm cho xong nó hết nhanh để Nhân đi Mỹ một tháng cho cái tour lưu diễn của Nhân. Thì Nhân không biết cái hiệu ứng đó. Thì ngày hôm nay Nhân nghe Nhân cảm thấy rất là vui nha mọi người. Nhân hy vọng là ở cái lần hai này Nhân cũng sẽ cùng với anh Đàm tạo lên được một cái hiệu ứng như vậy thêm một lần nữa. Bạn có thể bật mí về tiết mục đơn ca của mình. Tiết mục đơn ca là một tiết mục Nhân đã từng tập duyệt cho cái live show trước đó của anh Đàm rồi. Nhưng mà tại vì cái hôm mà Nhân đến Nhân duyệt chương trình á, thì ban nhạc chưa có đến kịp, cho nên là Nhân cũng kiểu là Nhân rất là lo xa, mà cái gì Nhân không tập kỹ Nhân không có dám đem lên cho để trình diễn trước tất cả quý vị. Thì Nhân đã không có trình diễn cái tiết mục đó, và đây là cơ hội để Nhân làm lại điều đó. Nhân sẽ hát một ca khúc nhạc sôi động bất hủ của Việt Nam mình, tên là Tình Là Sợi Tơ. Bạn có nghĩ mình hiện giờ có thể cân được tất cả mọi dòng nhạc? Chà, dữ vậy. Thực ra Nhân thấy Nhân có một cái may mắn nha mọi người. Về cái trường phái âm nhạc của riêng Nhân á, tuy rằng là Nhân biết âm nhạc của Nhân rất là dị biệt, rất là khác biệt và không có giống như thị trường Việt Nam. Nhưng mà cái cách đón nhận âm nhạc của Nhân nó nằm ở rất nhiều những cái độ tuổi khán giả khác nhau. Nhân cũng rất là bất ngờ, là tại vì ở mỗi cái đêm nhạc của Nhân nhìn xuống dưới, Nhân thấy rất là nhiều những tầng lớp khán giả khác nhau và nhiều độ tuổi khác nhau nữa. Nhưng khi mà Nhân bắt đầu đi Mỹ diễn, và khi mà Nhân bắt đầu hát bolero, và Nhân tham gia cái chương trình chung với anh Đàm, thì cái cách đón nhận của mọi người ở hải ngoại cũng như là các cô chú lớn tuổi ở thế hệ trước, rồi cái cách chinh phục của Nhân dành cho mọi người, Nhân cảm thấy nó đỡ, nó dễ dàng hơn bao giờ hết luôn á mọi người. Tại vì kiểu là Nhân gãi trúng cái điểm ngứa của mọi người vậy đó. Trúc Nhân và Mr. Đàm đã làm cách nào để hai giọng hát có thể kết hợp thành công như vậy? Nhân nói thiệt là Nhân luôn nghĩ trong đầu rằng là Nhân với anh Đàm là hai cái chất giọng không liên quan gì với nhau hết. Tại vì Nhân là thiên về cái giọng trong cao, và Nhân hát kiểu giống sư phụ Nhân á, giống chị Thu Minh á, nội lực đồ này nọ nó. Thì còn anh Đàm á là thiên về một cái chất giọng mà khàn, mà nó là bản năng luôn mọi người. Cái đó không luyện tập được nha, nhưng khẳng định cái đó là không luyện tập được. Cái đó là nó từ trong con người ra và trời cho anh Đàm rồi. Cho nên là Nhân luôn nghĩ rằng là Nhân với ảnh mà song ca với nhau chắc khó có cái đường nào mà liên quan với nhau lắm. Nhưng mà khi mà Nhân song ca với ảnh thì Nhân thấy là ồ wow. Nhân bị giật mình đó mọi người. Tại vì Nhân với ảnh ấy giống như là lửa với nước vậy đó, nhưng mà cái này hạ xuống thì cái kia trồi lên, hai cái nó cứ len lỏi vô nhau. Mà Nhân rất là không ngờ cái sự hòa quyện nó lại êm mượt đến mức độ như vậy. Cho nên là Nhân nghĩ anh Đàm là một trong những ca sĩ mà Nhân hát song ca Nhân cảm thấy thích thú nhất. Trúc Nhân nghĩ sau khi live show này quy tụ được rất nhiều ca sĩ hàng đầu, Nhân đi diễn quá nhiều và Nhân gặp mọi người quá nhiều rồi, cho nên là diễn chung show với nhau là chuyện bình thường với Nhân. Nhưng cái điều mà Nhân cảm thấy mà nó hiện lên ngay trong đầu của Nhân ở thời điểm hiện tại là Nhân thấy mừng cho anh Đàm. Tại vì hơn ai hết, Nhân làm nghề này 12 năm, Nhân đang bước qua năm thứ 13. Nhân cũng có những cái họp báo, Nhân cũng có những cái project của mình cần sự hiện diện của tất cả các anh chị em nghệ sĩ. Và khi mà Nhân đứng ở cái sự kiện của Nhân,
và chứng kiến tất cả các anh chị em nghệ sĩ họ chịu đến, họ dành thời gian vì mình, họ hết lòng vì mình. Nhưng rất hạnh phúc vì điều đó. Và Nhân nghĩ rằng là sau này nếu như Nhân làm live show mà Nhân mở lời mời cho bất kỳ các anh chị em nghệ sĩ nào mà người ta đồng ý thì Nhân cũng sẽ rất hạnh phúc. Cho nên là Nhân cảm thấy mừng cho anh Đạt. Và quý vị ơi, vé đã được mở bán rồi, hotline nằm dưới đây nha. Và Nhân nghĩ là không có gì để chần chừ nữa đâu mọi người, tại vì hồi giờ là live show của Đàm Vĩnh Hưng là luôn luôn rất hoành tráng, luôn luôn rất là chi tiết và luôn luôn có nhiều cái cú plot twist mà mọi người không thể nào đoán được. Và tất cả các anh chị em nghệ sĩ của Trúc Nhân đã sẵn sàng rồi. Nhân sẽ tham gia live show của anh Đàm ở cả hai nơi, đó là Sài Gòn và Hà Nội. Xin hẹn gặp lại tất cả quý vị.